Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin của Life Finance. Chúc các bạn có một tuần làm việc thành công và hiệu quả. Sau đây, chúng ta sẽ điểm qua các tin tức nổi bật về Life Finance. Life Finance luôn khẳng định vị thế công ty môi giới tài chính hàng đầu Việt Nam. Abbott, Johnson & Johnson, hai cổ phiếu chia cổ tức nên mua trong giai đoạn thị trường gấu. Starbucks có xu hướng đánh bại kỳ vọng doanh thu. Video phân tích xu hướng thị trường Forex vàng Bitcoin tuần 18 tháng 7 đến 22 tháng 7 năm 2022. Kính thưa quý vị, mở đầu bản tin Line News ngày hôm nay là thông tin về Life Finance đã luôn khẳng định vị thế công ty môi giới tài chính hàng đầu Việt Nam của mình khi thị phần không ngừng tăng trưởng. Minh chứng cho điều này là những thành tích rõ ràng mà Life ghi nhận. Life Finance là nhà môi giới thành lập lâu năm và ổn định, luôn nằm trong top danh sách các sàn giao dịch uy tín nhất. Life Finance luôn được truyền thông nước ngoài và trong nước khen ngợi, đánh giá cao trên các bảng xếp hạng. Life Finance luôn đặt hai tiêu chí an toàn và minh bạch khi giao dịch của khách hàng lên hàng đầu. Abbott, Johnson & Johnson, hai cổ phiếu chia cổ tức nên mua trong giai đoạn thị trường gấu. Gần đây, Abbott Laboratory vừa đánh dấu lần thanh toán cổ tức hàng quý thứ 394 liên tiếp. Công ty cũng đã tăng các khoản chi trả trong 50 năm liên tiếp. Cổ phiếu của Abbott cung cấp tỷ suất cổ tức 1,7% tại mức giá gần đây. Mặc dù tỷ suất cổ tức này trông có vẻ không hấp dẫn, nhưng doanh số bán hàng của sản phẩm máy CGM có thể giúp các thanh khoản cổ tức của công ty sớm nhảy vọt. Với xếp hạng tín nhiệm AAA và kỷ lục 60 năm tăng cổ tức liên tiếp, tập đoàn chăm sóc sức khỏe Johnson & Johnson là cổ phiếu trong mơ của nhiều nhà đầu tư hướng tới cổ tức. Khoản thanh khoản cổ tức hàng quý của Johnson & Johnson đã tăng khoảng 35% trong 5 năm qua. Cổ phiếu hiện cung cấp tỷ suất cổ tức 2,5% và khi công ty tách phân khúc hàng tiêu dùng, cả hai cổ phiếu sẽ đáp ứng hoặc vượt quá mức thanh toán mà các nhà đầu tư hiện đang nhận được. Công ty Starbucks có xu hướng đánh bại kỳ vọng doanh thu. Công ty đã ghi nhận doanh thu 7,64 tỷ USD trong quý, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này cao hơn dự đoán trung bình của các nhà phân tích là doanh thu thuần đạt 7,6 tỷ USD trong quý. Starbucks cung cấp cho nhà đầu tư tỷ suất cổ tức 2,5%, cao hơn đáng kể so với tỷ suất của chỉ số S&P 500. Theo dự đoán của các nhà phân tích, trong năm tới, tăng trưởng doanh thu nhập hàng năm sẽ đạt 7,9% khoản chi trả cổ tức của công ty, sẽ tăng trưởng với tốc độ gần 10% mỗi năm trong khoảng thời gian này. Với tốc độ tăng trưởng như vậy, Starbucks là cổ phiếu chia cổ tức tuyệt vời cho các nhà đầu tư từ trong hiện tại và tương lai. Kính thưa quý vị, kết thúc bản tin Line News ngày hôm nay là tin về video phân tích xu hướng thị trường Forex vàng Bitcoin tuần 18 tháng 7 đến 22 tháng 7 năm 2022. Video giúp nhà đầu tư cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường vàng Bitcoin tuần 18 tháng 7 đến 22 tháng 7 năm 2022. Giám đốc đào tạo Nguyễn Minh Tâm cũng đã đưa ra những phân tích chính xác và khách quan nhất về xu hướng của thị trường trong tuần. Video phân tích Forex vàng hàng tuần được thực hiện bởi Life Finance Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Life Finance, the world of financial freedom.